Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo đối với các địa phương. Phiên họp tập trung đánh giá tình hình công tác chống dịch trong tháng 3 và đề ra nhiệm vụ giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá trong tháng 3, tình hình dịch bệnh trong nước có những tín hiệu rất tích cực khi số ca nhiễm trong cộng đồng, số ca chuyển nặng, nhập viện và tử vong đều giảm. Điều này tạo điều kiện để tình hình kinh tế xã hội chuyển biến tích cực, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân, nối lại các hoạt động đối ngoại trực tiếp, mở cửa lại hoạt động du lịch. Thủ tướng nêu, chiến lược vaccine cùng với thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, chúng ta có thể tạm yên tâm với những kết quả đã đạt được, những việc đã làm, đủ sức đối phó những chủng virus cũ. Tuy nhiên, nếu biến chủng mới xuất hiện mà các loại vaccine hiện nay chưa có hiệu lực bảo vệ, chúng ta sẽ lại gặp khó khăn, bị động, bất ngờ. Do đó, Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với những diễn biến mới nhất của dịch bệnh, vừa củng cố, thúc đẩy những việc đã làm được, vừa phải tiếp tục bám sát tình hình dự báo, chuẩn bị các kịch bản, biện pháp để nếu có tình huống xảy ra thì không quá bị động, bất ngờ. Đến hết quý 1 năm 2022, ước tính khoảng 60% người từ 18 tuổi trở lên đủ thời gian để tiêm mũi 3, hơn 40 triệu người. Đến hết ngày 31 tháng 3, đã có 33,4 triệu người được tiêm mũi 3, tỷ lệ bao phủ mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên là 49%. Với các nguồn vaccine viện trợ và mua, việc tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi dự kiến hoàn thành trong quý 2 năm 2022. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.